vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Nhà Tim Tín. Hôm nay là một cái đề tài mà muốn nói về là những cái benefits hay là những cái điều tốt về trái blueberries, hay trong tiếng Việt mình còn gọi là trái Việt quất. Thì ở đây theo mình được biết á, thì là cái blueberries là nó hình như ở Việt Nam mình không có trồng được, nhưng mà ở bên Mỹ á, từ tháng 4 cho đến tháng 7 thì là thường là sẽ là vào mùa blueberries, ở nhất là đặc biệt ở Cali. Ở đây thì cũng có những cái farms, những cái nông trại mà họ trồng blueberries thì mình có thể đi hái. Thì mình sẽ cố gắng, nếu mà có thời gian thì hè này mình sẽ dẫn hai đứa bé đi hái blueberries. Hôm nay á, tại vì mình nhớ YouTube quá cho nên mình sẽ quay trở lại. Là cuối tuần, hôm nay là thứ bảy, thì gia đình nhà mình hôm nay ở nhà thì nấu ăn rồi ăn uống với nhau thôi. Thì tại vì hai đứa bé lâu quá rồi mình không có nướng bánh cho tụi nó ăn, thành ra team hôm nay là đòi xin mẹ là nướng bánh blueberry muffins. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng vào bếp với mình. Mình sẽ chỉ cho quý vị và các bạn cách làm bánh blueberry muffin này. Rất là dễ luôn. Đặc biệt mà người nào mà có những con nhỏ ở nhà, mình bảo đảm là làm như thế này, ăn cái bánh này rồi sẽ không có thích ăn bánh ở ngoài nữa. Nếu mà mình làm nhiều, mình có thể làm dư ra rồi mình để vô tủ đông, thì có thể để trong vòng được 2 tuần. Còn nếu mình để ở ngoài á, thì mình có thể để trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Nhưng mà khi mà mình ăn á, mình cho vô lò nướng lại thì nó sẽ ngon hơn. Nguyên liệu làm bánh blueberry muffin sẽ rất là dễ tìm. Bạn sẽ cần có khoảng 70g bơ và một ít vanilla extract, nửa cốc đường, 3/4 cốc yogurt, một trái trứng gà, 1,5 cốc bột và khoảng 1 cốc blueberry tươi. Thì sau khi mình đã cho bơ nó tan chảy thì mình sẽ cho một nửa cốc đường vô ha. Mình đánh cho nó cream lên nè. Bơ này lúc nãy là mình cho tan ra rồi, bây giờ nó trời nó lạnh á, thành ra nó mau đông. Thì bạn để ngoài room temperature xong rồi mình cho vào microwave đánh thì nó sẽ tan nhanh hơn. Bánh này rất là dễ làm thôi, thành ra cũng không có cần phải cầu kỳ quá. Rồi sau đó là mình sẽ cho cái 3/4 cốc yogurt vô nè. Rồi mình cho nửa yao vô, rồi mình cho trứng vào luôn ha. Một trái trứng và bánh tan ra thôi. Nói là bánh này là cực kỳ dễ làm luôn. Bánh này cực kỳ dễ làm, ai cũng có thể làm được. Cái này hồi xưa mình hay làm với team cũng thích làm bánh lắm. Rồi đánh tan ra. Đặc biệt là không cần máy đánh trứng, cứ đánh bằng tay thôi, cứ tan đều là được rồi. Trong đây là bột mình có trộn vô, trong đây là 1/4 teaspoon của baking soda với lại 1,5 teaspoon của baking powder. Mình trộn chung với lại bột luôn. Rồi mình sẽ bỏ vô cái hỗn hợp khô này vô hỗn hợp nước nha. Trộn bột xong hết rồi thì mình cho blueberry vào ha. Ai thích ăn nhiều thì cho nhiều, nhưng mà mình thấy á, tùy, nếu mà blueberry hôm nào mà mua chúng cái blueberry mà nó bị chua á, cho nhiều vô nó ăn bánh nó sẽ chua lắm. Thành ra như theo mình thấy á, khoảng dưới trong vòng 1 cốc là đủ rồi. Cái này á, thì mình quý vị các bạn nào có thể có blueberry khô hoặc là blueberry đông lạnh cũng được luôn ha. Rất là dễ luôn. Nhưng mà mùa này á, nó đang là blueberry tươi đang có, thành ra mình mua tươi ăn cho nó ngon. Nè, mình trộn đều lên, mình đánh nhẹ nhẹ tay thôi, coi chừng blueberry á hả nó nát hết. Rồi đó, trộn đều lên rồi mình bây giờ mình bỏ vào muffin thôi là xong rồi. Đây là mấy cái cupcake liner mà mình mua ở trên Amazon á, họ bán á, rất là rẻ luôn. Mà nói chung là mấy cái đồ này thì đi chợ nào, hầu như chợ nào nó cũng có hết á. Quý vị và các bạn đi vô cái khu mà baking á thì thế nào cũng sẽ tìm mua được thôi. Mình bỏ cái này vô trong cái phần mà cái pan của cái cupcake thì nó sẽ không có bị dính. Rồi mình ăn nó cũng sạch sẽ hơn. Bánh này á là hình như các nguyên liệu là mình có sẵn ở nhà hết rồi. Thì chỉ có blueberry thôi. Thì như mình nói, nếu mà mình dùng được blueberry đông lạnh á thì cũng thì là không có cần phải đi chợ luôn á. Là cái này á thì là cái nguyên liệu mà mình liệt kê ra là chỉ vừa đủ là cho 9 cái bánh thôi ha. Thì một cái tray này là 12 cái.
nếu mà ai mà gia đình mà đông mà muốn ăn thêm thì mình tăng thêm cái độ bột. Bánh này thì Tim với lại Tiến cũng rất là thích ăn tại vì nó dễ ăn lắm. Còn nếu mà mình ăn sáng cũng được, mà mình ăn chiều mình ăn snack cũng được. Hôm nay là cuối tuần, thành ra là vợ chồng mình hôm nay mình ở nhà, thành ra mình cho hai mình làm tí bánh cho hai đứa bé nó ăn cho nó vui thôi. Rồi nếu mà mình làm nhiều á thì mình có thể mình để đông lạnh cũng được. Không biết là quý vị và các bạn nào mà có bao giờ ăn cái bánh mà blueberry muffin mà nó bán lại trong Costco mà nó làm sẵn nhỏ nhỏ như thế này nè, mà học sinh nó hay mang đến trường ăn á. Cái đó thì mình thấy là ăn nó cũng tương đối là ăn cũng được, cũng ngon. Nhưng mà người nào mà không có thích ăn ngọt thì sẽ không có thích đâu. Coi như làm là chia đều ra cho đủ 9 cái luôn. Cái bột này tương đối khá là đặc với lại dính nha. Rồi mình làm này xong rồi mình lắc cái khuôn cái là nó sẽ đều ra thế thôi. Cái này hồi xưa mình còn để cho Tim làm luôn cũng được, Tim múc cũng được, nhưng mà nó hơi dơ, thành ra mình thấy mình làm cho nó nhanh luôn. Điểm đặc biệt của cái bánh này là không hề ngọt. Những người nào mà không thích ăn ngọt sẽ thích bánh này. Còn nếu mà khi mà nhìn thấy nhiều đường như thế này mà bỏ lên trên á, thì quý vị và các bạn sẽ nghĩ trời ơi bánh gì mà cho quá thì đường lên trên. Nhưng mà thật sự khi mà mình nướng nó lên á, cái bánh nó sẽ nở lên và cái phần trên top này nè, nó sẽ giòn ăn rất là ngon, chứ nó không có ngọt đâu nha. Tại vì mình làm có 9 cái thôi, còn cái 12 cái tray kia còn dư 3 cái á, mình đổ tí nước vào để cho nó khỏi bị cháy khuôn ha. Vậy là xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong lò nướng bánh 375 độ, trong vòng 30 phút là sẽ có bánh ăn thôi. Hai đứa bé bây giờ đang hào hứng quá, đang chờ ăn bánh nè. Bây giờ mình nhìn như thế này thì không thấy đẹp đâu, nhưng mà lát nữa mình sẽ cho quý vị và các bạn coi. Coi như là mình sẽ nướng ở 375 độ trong vòng 30 phút là sẽ có bánh ăn. Thì khi mà bánh sẽ nở vàng rồi mình cho tăm vào mình châm vô thì mình thấy bánh khô là coi như là chín rồi. Tùy vào cái bếp nhà thì có thể những bếp mà mạnh hơn thì có thể 25 phút là có bánh ăn rồi. Bánh chín rồi. Hôm nay mình làm bánh blueberry muffin, xin mời mọi người ăn chung ha. Đây là món rất là phổ biến ở nước Mỹ khi để mà ăn sáng, hoặc là ăn giấc chiều, ăn snack cũng rất là phổ biến luôn. Vì Mỹ thì họ thích ăn đồ ngọt cho đồ ăn sáng nhiều hơn. Thì cái bánh này rất là dễ làm. Thật sự mà người nào không biết làm bánh cũng có thể làm được luôn. Thì cứ sẽ theo cái recipe này của mình. Mình sẽ để cái recipe ở dưới cho quý vị và các bạn dễ theo dõi hơn. Tiện đây mình sẽ nói cho quý vị và các bạn hiểu biết thêm về trái việt quất này. Thì mình sẽ nói 5 cái điều benefit, mà lý do tại sao mà quý vị và các bạn nên ăn blueberry thường xuyên hơn. Cái điểm thứ nhất á, cái điểm đặc biệt nhất về blueberry thì nó là, người ta gọi nó là antioxidant, có nghĩa là nó có phòng ngừa chống những cái mà radical từ những cái chất hóa học hoặc là những từ năng lượng mặt trời. Thì mình ăn vô những cái antioxidant để làm gì? Thì để cho cái hệ miễn nhiễm của mình, cũng như là giúp cho trẻ mãi không già. Người ta nói là anti-aging là như vậy. Cái điều thứ hai nữa là cũng liên quan đến cái dự vụ về antioxidant này, là nó sẽ có thể phòng ngừa bệnh tim mạch. Là tại vì trái blueberry á, nó sẽ ngăn ngừa những cái mà tắc nghẽn mạch máu, thì nó sẽ ngăn ngừa cho về bệnh tim, rất là tốt cho tim mạch. Cái điểm thứ ba nữa là trái blueberry rất là tốt cho đường tiêu hóa, là tại vì nó rất là giàu về fibers. Nó nhỏ như vậy thôi nhưng bên trong nó có những cái trái hột. Một ngày mình ăn khoảng một nắm blueberry là khoảng nửa cup thôi là đủ rồi, là được những cái benefit này rồi. Cái điểm thứ tư nữa là trái blueberry này á, là nó rất là nhiều trong vitamin C. Theo mình được biết á, thì vitamin C nhiều người nói là giúp cho hệ miễn nhiễm. Quý vị và các bạn nào mà bị đau bao tử mà không ăn được cam nhiều á, thì có thể ăn thử lấy trái blueberry coi, thì mình thấy nó có thể nó sẽ cũng rất là dễ ăn. Cái điểm thứ năm về trái blueberries này á, là họ nói họ có thể phòng ngừa bệnh tiểu đường.
Quý vị và các bạn coi đến đây chắc là cười, là tại vì nói là bệnh tiểu đường mà đi làm bánh thì đúng là như vậy. Thì nếu mà ăn được trái blueberry không á, thì nó tốt hơn là mình đi làm bánh như thế này. Tại vì bánh thì đương nhiên là có bột, có đường thì sẽ bị bệnh tiểu đường rồi. Nhưng mà theo mình nghĩ á, là bánh mình làm ở nhà thì nó vẫn tốt hơn là mình bánh mình mua ở ngoài. Đặc biệt thì mình thấy á, là bánh blueberry muffins ở ngoài họ làm rất là ngọt luôn. Thành ra so với cái độ ngọt của ở ngoài mà tiệm họ làm á, thì cái này rất là ăn rất là nhạt. Thì cái bánh này làm hôm nay như quý vị có thể thấy ở bên trong nè, rất là nhiều blueberry luôn. Bánh này ngon nhất khi mà ăn, khi mà nó còn ấm ấm. Thì mà như nãy mình nói, như quý vị và các bạn đã thấy á, là cái vỏ này nè, ở trên nó có đường, thành ra ăn rất là giòn. Ở trên ở trong bánh á thì thơm, thơm mùi bơ lắm, và thơm mùi blueberry nữa. Ăn rất là ngon. Người nào mà không thích ăn ngọt á, mình bảo đảm là cũng sẽ thích ăn bánh này luôn. Rồi uống thêm một ngụm trà nữa là coi như là xấu dắt rồi, coi như là ăn trà chiều buổi chiều như thế này là ngon quá rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hy vọng các bạn đã học hỏi được một chút gì về trái blueberry ngày hôm nay. Xin quý vị và các bạn hãy like, share and subscribe to channel nhà mình để mình có động lực để làm thêm những cái tập như thế này ha. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin hẹn lại tập sau. Bye bye.